Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2 tháng 8, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại xóm Lũng Tu, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Một số tảng đá lớn bất ngờ lăn từ núi cao rơi trúng căn nhà gỗ của gia đình ông Hầu Văn Phở. Sinh năm 1983, hậu quả của vụ lở đá đã khiến chị Hầu Thị Phở sinh năm 2006 tử vong tại chỗ, trong khi chị Hầu Thị Ca sinh năm 2008 bị thương nặng và được khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để cấp cứu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có hai chị em Hầu Thị Phờ và Hầu Thị Ca đang ở trong ngôi nhà bị ảnh hưởng. Căn nhà đã bị hư hại khoảng 80% sau vụ lở đá. Gia đình ông Hầu Văn Phờ hiện có 11 nhân khẩu và sở hữu hai ngôi nhà. Ngay sau sự cố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, chính quyền xã Thượng Thôn và người dân đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, thực hiện các thủ tục mai táng và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân. Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng, tình hình mưa lớn trên diện rộng từ ngày 27 tháng 9 đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đã có 23 ngôi nhà bị hư hại và hàng chục tuyến giao thông huyết mạch bị ngưng trệ vì đất đá sạt lở với khối lượng lớn. Trường phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hà Quảng, ông Lưu Trọng Hính cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cấp ủy và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng và thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo chính sách quy định. Vào tối ngày 31 tháng 7, theo thông tin từ công an thành phố Đà Lạt, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đèo Bren. khoảng 21 giờ cùng ngày, anh NVT 24 tuổi, cư dân thành phố Đà Lạt, đang điều khiển xe máy theo hướng từ huyện Đức Trọng lên thành phố Đà Lạt. Khi đến gần bến xe liên tỉnh Đà Lạt, thuộc phường 3, anh T bất ngờ mất lái và tông vào hộ lan bê tông bên đường. Cú va chạm mạnh đã khiến xe vướng lại trên đèo, còn anh T rơi xuống khu vực ta luy âm của đèo. Với độ cao gần 5 mét, anh T bị thương, kêu là cầu cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ từ phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường. Các đội cứu hộ đã phải làm việc tích cực trong gần 2 giờ đồng hồ để đưa anh T ra khỏi khu vực ta luy âm. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân đã được đưa lên mặt đường Đèo Pren và chuyển đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để được cấp cứu kịp thời. Trong quá trình xử lý vụ việc, anh T đã được sơ cứu ban đầu và điều trị bởi các nhân viên cứu hộ. Gia đình anh T cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng cứu hộ và các cơ quan chức năng vì sự hỗ trợ kịp thời và chuyên nghiệp trong tình huống khẩn cấp này tỉnh Điện Biên đang đối mặt với những thiệt hại nặng nề sau các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 383,5 tỷ đồng, trong đó huyện Điện Biên chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 350 tỷ đồng. Cơn bão và mưa lũ đã làm 6 người chết, với 4 người tại huyện Điện Biên, 1 người tại huyện Tổ Chùa và 1 người tại huyện Mường Trà. Hiện vẫn còn 3 người mất tích và 7 người bị thương lũ quét và sạt lở đất đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên toàn tỉnh, đặc biệt tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, nơi xảy ra trận lũ quét vào dạng sáng ngày 25 tháng 7. Các con số thiệt hại đáng chú ý bao gồm 325 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 21 nhà bị đổ sập hoặc cuốn trôi, 21 nhà bị thiệt hại nặng từ 50 đến 70%, 17 nhà bị thiệt hại từ 30 đến 50%, 103 nhà bị thiệt hại dưới 30% và 163 nhà cần phải di rời khẩn cấp trong lĩnh vực nông lâm nghiệp 149,24 ha lúa 28,8 ha ngô và rau màu bị cuốn trôi hoặc vùi lấp 4,7 ha rừng thông bị gãy đổ và 21,94 ha diện tích thủy sản bị thiệt hại đặc biệt 200 con gia súc và 1.706 con gia cầm đã bị cuốn trôi trong khi 74,5 ha đất ruộng lúa và 42,39 ha diện tích ruộng lúa bị đất đá vùi lấp về giao thông 32 tuyến đường tại các huyện Tủ Chùa, Mường Trà, Nậm Pồ, huyện Điện Đông và Mường Nhé bị thiệt hại nghiêm trọng. Các tuyến quốc lộ 6 và quốc lộ 4H gặp phải sạt lở và ngập úng, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Cụ thể, tại huyện Mường Trà, điểm sạt lở tại km 449-500 trên quốc lộ 6 đã gây tắc đường hoàn toàn. Các công ty quản lý đường bộ cùng lực lượng công an đang khẩn trương khắc phục sự cố các tuyến đường lên xã và quốc lộ 4H cũng gặp tình trạng sạt lở lớn làm ách tắc giao thông. Công trình hạ tầng cũng không tránh khỏi thiệt hại với 12 công trình thủy lợi, 8 công trình nước sinh hoạt và 2 trạm y tế bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh mưa vẫn tiếp tục và nền đất còn ẩm yếu, nguy cơ sạt lở vẫn rất cao. Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, theo dõi các thông tin cảnh báo về sạt lở và ách tắc giao thông và tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Người dân thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắc Gờ Long, tỉnh Đắc Nông đang sống trong tâm trạng lo lắng và bất an khi đập thủy lợi Đắc Nờ Tinh có dấu hiệu bị nứt và có nguy cơ vỡ trong những ngày mưa liên tục. Bà Phạm Thị Lại, cư dân sống cách đập khoảng 200m, chia sẻ với giọng đầy âu lo. Những ngày gần đây, trời mưa nhiều và nước trong hồ dâng cao. Chúng tôi thấy các vết nứt trên thân đập ngày càng mở rộng. Mỗi khi mưa lớn, tôi không thể ngủ yên vì sợ đập sẽ vỡ, gây nguy hiểm cho cả gia đình và cộng đồng. Tương tự, anh Ca Thu, người sống cách đập khoảng 500m, đã phải đưa vợ và hai con nhỏ đến nhà ngoại ở trung tâm xã để tránh nguy cơ vỡ đập. Anh nói, Tôi rất lo lắng khi phải để vợ con ở nơi khác trong khi tôi phải ở lại để bảo vệ nhà cửa và làm nương giấy. Nỗi lo sợ đập có thể vỡ bất cứ lúc nào khiến tôi không thể yên tâm làm việc. Ông Vũ Tiến Lư, bí thư huyện ủy Đắc Long cho biết, sau sự cố sạt trượt và nứt gãy thân đập xảy ra vào đầu tháng 8 năm 2023, huyện đã di rời 34 hộ dân ở phía hạ nguồn. Tuy nhiên, nhiều người đã quay về nhà để tiếp tục sinh sống và canh tác, ông Lư nhấn mạnh. Chúng tôi hiểu rằng tình hình hiện tại rất nguy hiểm, đập đắc nở tinh đã hư hại từ lâu và nguy cơ trong mùa mưa này là rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang kêu gọi việc khắc phục công trình phải được thực hiện ngay để bảo đảm an toàn cho người dân. Ông Phạm Tuấn Anh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho hay, việc sửa chữa đập đang gặp khó khăn lớn, ông chia sẻ, mặc dù chúng tôi đã mời nhiều đơn vị đến khảo sát nhưng họ thường rút lui mà không thực hiện tiếp công việc. Gần đây, Viện Khoa học Thủy lợi đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ này. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp nhanh chóng xác định nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục. Dự án hồ chứa nước Đắc Nờ Tinh có tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Biến đổi Khí hậu và Ngân sách địa phương. Dự án được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Công trình đã bị sạt trượt và nứt gãy ngay khi hồ chứa đầy nước vào đầu tháng 8 năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng liên tục chỉ đạo khẩn trương xác định nguyên nhân và khắc phục công trình, nhưng đến nay đã một năm qua vẫn chưa xác định nguyên nhân. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, có tình trạng thiếu tích cực, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý khắc phục công trình thủy lợi Đắk Nửa Tinh. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đã nhắc nhở bằng văn bản, nói bao nhiêu lần không làm. Nếu hồ thủy lợi Đắk Nửa Tinh một sạt lở, xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng con người, tài sản, ai chịu trách nhiệm, mà hơn một năm nay rồi, đến bây giờ mới tìm được một đầu mối để thẩm định. Mà thẩm định vào mùa mưa này nữa là cả một câu chuyện. Ngày 31 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng của Công an huyện Quỳnh Nhai, các lực lượng chức năng tại cơ sở đã tìm thấy thi thể cháu Thảo, 12 tuổi, trú tại bản Tậu Khứm, xã Pá Ma, Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, bị lũ cuốn trôi khi đi cấy cho mẹ. Theo đó, thi thể cháu Thảo được lực lượng chức năng tìm thấy tại hồ nước Bản Ái, xã Triềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Sau đó, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân và bàn giao lại cho gia đình để tổ chức mai táng. Như dân Việt đã đưa, khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 29 tháng 7, trong lúc đi làm đồng, thấy mưa nên cháu Tê liền chạy về nhà. Nhưng khi chạy qua suối, bất ngờ lũ đổ về nên cháu đã bị nước cuốn trôi. Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ và hai xe cứu nạn cứu hộ, một xuồng máy cùng các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu Thảo rất khó khăn khi bố cháu ốm nhiều năm nay, cháu Thảo rất ngoan, chăm chỉ và là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Tính đến nay, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La khiến ít nhất 9 người chết, một người mất tích, 5 người bị thương và ảnh hưởng nặng nề đến các công trình giao thông, nông nghiệp. Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La khoảng 315 tỷ đồng. Liên quan đến tình trạng mưa lũ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua các đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ 16 đoạn từ km 264 cộng 300 đến km 264 900 tại tỉnh Nghệ An sự cố này không chỉ làm hư hỏng nghiêm trọng kết cấu đường bộ mà còn tạo ra nguy cơ lớn đối với an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông để ứng phó với tình hình khẩn cấp cục đường bộ việt nam đã tiến hành giả soát và xác định cụ thể mức độ hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục đường bộ việt nam phối hợp với sở giao thông vận tải nghệ an thực hiện các bước sửa chữa khẩn cấp điều này bao gồm việc xác định mức độ hư hỏng triển khai các biện pháp khắc phục và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định pháp luật Cụ thể từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, cục đường bộ Việt Nam đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khôi phục các đoạn đường bị hư hỏng. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác khắc phục phải được thực hiện theo các quy định về phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ sau khi hoàn tất việc khắc phục cục đường bộ việt nam sẽ phải báo cáo bộ giao thông vận tải để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp các cơ quan và đơn vị liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm báo cáo về thiệt hại và tình trạng hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do mưa lũ gây ra những nỗ lực khẩn cấp này không chỉ nhằm đảm bảo an toàn giao thông mà còn để nhanh chóng khôi phục tình trạng của đoạn quốc lộ bị ảnh hưởng giúp ổn định giao thông và giảm thiểu tác động lâu dài của thiên tai đối với khu vực